Rồi các bạn nhỏ nhìn này, đấy, hẳn là hai chiếc răng sữa của anh Thái Phong. Mà từ lúc cô Miền chấm cái thuốc thần thánh đến lúc mà cô nhấc cái răng ra thì anh Thái Phong vẫn đang ở trong tâm thế là đọc truyện rất say sưa. Điều đó chứng tỏ là cái việc nhổ răng sữa không hề đáng sợ đâu các bạn nhỏ nhá. Cực kỳ thuyết phục. Xin chào các bạn, chúng ta tiếp tục đến với cả một ca răng trẻ em. Nói chung là chủ đề răng trẻ em thì rất là nan giải. Các bạn nhỏ đến thì luôn luôn là lo lắng và sợ hãi. Nào thì sợ nhổ răng, nào thì sợ hàn răng, nào thì sợ làm tủy. Thậm chí chụp phim các bạn ấy cũng sợ. Rồi chải răng các bạn ấy cũng sợ. Bôi vết Lifflor các bạn cũng sợ. Vậy thì hôm nay chúng ta chỉ tập trung vào cái việc là chấm răng sữa. Chúng ta đến với cả một bạn nhỏ nó cũng không phải là bé. Rồi bây giờ Thái Phong ơi, Thái Phong há miệng nhá. Các bạn nhỏ thấy không? Làm gì có đi khám răng mà được đọc truyện tranh đây này. Chấm nhiều thuốc thần thánh luôn. Đấy, cái việc khám răng nó không hề khó chịu tí nào đâu đấy. Như là đi thư viện ấy. Đấy, miệng thì há, còn đâu thì mắt thì đọc truyện tranh Doraemon. Rồi các bạn nhỏ nhìn này, đấy, hẳn là hai chiếc răng sữa của anh Thái Phong. Mà từ lúc cô Miền chấm cái thuốc thần thánh đến lúc mà cô nhấc cái răng ra thì anh Thái Phong vẫn đang ở trong tâm thế là đọc truyện rất say sưa. Điều đó chứng tỏ là cái việc nhổ răng sữa không hề đáng sợ đâu các bạn nhỏ nhá. Các bạn hãy thả tim và like cho anh Thái Phong nhá, để video của anh Thái Phong sẽ được lên xu hướng. Hẹn gặp lại các bạn ở các video nhổ răng sữa tiếp theo.